Chào mọi người, đây là hình ảnh cầu Tân Vũ Lạch Huyện vào lúc 9:30 tối. Hiện tại cầu vào buổi tối mình thấy rất là nhiều xe container vào cảng Lạch Huyện để bán hàng. Buổi tối thì hầu như xe máy ít lắm. À, ngày trước cầu Tân Vũ Lạch Huyện thì không có đường nhánh đâu mọi người ạ. Thẳng một lèo từ đầu cầu đến cuối cầu thôi, nhưng mà gần đây có những cái đường nhánh bắt vào cầu nên là xuất hiện mấy cái trạm đèn xanh đèn đỏ, hai đèn xanh đèn đỏ được dẫn từ Cát Hải lên trên cầu ấy, và có hai trạm đèn xanh đèn đỏ luôn ạ. Đi ban ngày ấy, mình thấy là xe công ít hơn, nhưng buổi tối sao nhiều lắm đấy. Đường buổi tối tầm này khá là vắng, một mình đi xe máy ở đây mình thấy khá là run á. Ngoài xe công ra thì rất ít xe máy. May là đây vẫn có điện mọi người ạ. Bắt đầu mình lên cầu rồi. Gió rất là to. Rõ những cái đường điện ở bên đất liền nha mọi người, nhìn thấy không? Đấy. Thật sự là tôi chỉ toán xe công và xe công vào buổi đêm như này thôi, gần đêm sẽ rất là nhiều, ban ngày không có mấy. Gió ngang rất lớn mọi người ạ. Nhìn thấy không? Đây là những cái xe Hoàng Long rồi. Đấy. Đến chiều. Đó. Xe Hoàng Long ra đây để chở công nhân ca đêm ra mở VinFast hoặc là chở cán bộ đó. Nhưng mà mình nghĩ là chở công nhân thôi, phải cái cán bộ ở phát này toàn đi xe riêng, xe 7 chỗ hoặc là xe 4 chỗ thôi. Đây là một cái xe Hoàng Long đấy. Đây là một cái xe Hoàng Long tiếp. Chả có một bóng dáng của cái xe máy đâu cả, ngoài mình đi. Ta đã đến cái chỗ tối rồi, cái chỗ mà đèn đường rất là tối ấy. À đây, có một cái xe máy ngược chiều này. Thôi mới đi khá, mình cảm thấy có lẽ là rất là run đấy. Nói chung là ai không có việc gì thì tốt nhất là đừng đi vào buổi tối, buổi đêm ở khu vực này mọi người ạ. Rất là vắng vẻ. Mình đang đi đến giữa cầu rồi mà gió ngang thổi rất là lớn. Còn với việc những cái xe công á, càng nhanh qua càng làm cho gió nó hút mình ra.
bên ngoài đấy. Hiện tại mình đang lái xe một tay nữa, và mình đi, bây giờ phải đi chậm lại. Cầu bên phía đỉnh núi mọi người, bên đây mọi người sẽ được mùi rất là tầm đàn và rất là kinh dị, mùi của bãi rác. Bây giờ đây có một cái bãi rác người ta quy tập rác thành phố ra ngoài đổ, bãi rác ấy rất là lớn. Bây giờ bãi rác này thì không hoạt động nữa rồi, nhưng mà cái mùi rồi cái độ lớn của nó thì chỉ khi nào các bạn qua đấy các bạn nào sinh sống cả. Wow. Đi nhanh. Không có đâu, mình rất thích đi chỗ tối tối như này, phải tăng ga vọt nhanh thôi. Thank you.
máy của mình cả. Đường rất là vắng. Mình con trai mình đi mình còn thấy run. Thế đừng nói là đây vào buổi đêm tối đấy. Tốt nhất là ở nhà hết. Nguy hiểm. Đi nhanh hơn. Lát nữa ra kia mình sẽ quay lại các bạn nhé. Ở đây thì rất là tối và vắng nên mình không muốn đi chậm làm gì cả. Nói rủi ra tự nhiên có 2-3 cái xe đuổi theo rồi mời mình dừng lại nói chuyện uống nước thì lúc đấy thì cũng là sợ tè ra quần mất. Là mình sẽ đi nhanh hơn, tập trung phóng. Lát nữa ra kia mình sẽ quay. Ok. Đến đây là sắp ra đến đường Nguyễn Bình Khiêm mọi người. Đối trước mặt là cầu Bạch Đằng mọi người. Mọi người thấy không? Tối om luôn. Vừa trên đường đi thì mình cũng gặp một đôi một cái xe máy. Mình thấy vui quá, thế nhưng mà đến đi cùng cho đỡ sợ thì lại là một đôi nam nữ thôi. Mình thì càng muốn nhanh nhanh để thoát khỏi cái chỗ này thì cái đôi này nó cứ đi rầm rề ra càng lâu càng tốt. Ở cái đoạn đường này nói chung là rất là nguy hiểm. Thôi mình lại cắm đầu cắm cổ mình phóng. Đến bây giờ thì đã đến đây cảm thấy yên tâm hơn rồi. Tại vì mình cũng cảm giác mình sợ tối ấy. Là mình cũng cảm giác sợ sợ thôi, còn mọi người chắc không sao. Nếu mà đủ cái làm để đi ở đây. Cầu Bạch Đằng. Ok, vậy là hết cái video quay về cầu Tân Vũ buổi đêm nữa. Thế mình cũng dừng video ở đây nhé. Bây giờ mình đến đường 30 Bình Khiêm rồi. Chỗ này mà vừa cầm điện thoại quay vừa lái xe rất là nguy hiểm. Thế mình sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đây, ra con đường này thì thực sự là mình không muốn là vừa đi vừa quay. Rất là kinh khủng.